Dũng nhớ lần trước thì ẩm thực đã giới thiệu cho quý vị và các bạn hai loại cuốn ở miền Bắc, đó là phở cuốn, và ở miền Trung thì là cuốn tôm chua thịt. Và lần này thì chúng ta sẽ thực hiện một món coi như là món cuối cùng trong một loạt series dành cho những món cuốn. Và món nó như thế nào thì anh Hoa sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết nhé. Chào anh Hoa. Chào Dũng. Dạ, hôm nay thì chúng ta sẽ làm món cuốn gì đây anh Hoa? Hôm nay chúng ta sẽ làm là bánh cuốn chả tôm. Chả tôm là món ăn dành cho người Nam Bộ. Đúng rồi, người Nam Bộ. Chúng ta dùng bánh nước. Bánh nước đúng không anh? Dùng bánh nước. Chúng ta cắt khổ ra là khoảng 7, một mỗi cạnh là 7cm. Dạ. Và tôm chúng ta quết lên. Tôm. Tôm này chúng ta phải dùng tôm, tôm bạc để cho nó ngon thịt. Rồi thứ hai nữa là chúng ta dùng cái chả cá. Thắt lát. Thắt lát. Dạ. Để kết dính cho độ dai lên lên. Dạ. Chỉ như đó thì chúng ta thêm nêm bột nêm từ thịt. Thứ hai là tiêu, tiêu. Đã tăng lên. Sau đó muốn kết dính thêm, chúng ta thêm một tí xíu trứng để cho nó đi, nó giòn và nó kết dính lại. Dạ. Và thành phần của nó, tất nhiên món ăn Việt Nam chúng ta không thể nào quên được nước chấm. Đúng rồi. Mà ở đây thì món ăn Việt Nam chúng ta giới thiệu về nước nhấm là nước mắm chua ngọt. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ bắt tay vô làm đúng không? Rồi. Dạ. Bây giờ anh sẽ bắt đầu anh làm. Thứ nhất chúng ta sẽ cho cái tôm vào. Thì ở đây chúng ta dùng khoảng nửa ký tôm sau khi lột vỏ xong, và khoảng 300 gram cá thác lát. Dạ. Chúng ta cho tất cả vào. Chúng ta sẽ trộn đều đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta trộn cho nó đều, cơ bản sơ trước. Chúng ta tán bột nêm từ thịt khoảng 2 muỗng. Và khi làm tôm lúc nào chúng ta nhớ phải có một miếng tiêu thì tôm nó dậy mùi lên nó mới ngon. Dạ. Rồi chúng ta dùng một tí xíu là củ hành tím băm ra. Băm nhuyễn. Nhưng mà chúng ta không có dùng nước, nó sẽ bị hăng. Chúng ta dắt bỏ hết trước, chúng ta lấy xác đó. Dạ. Sau khi chúng ta băm nhuyễn thì chúng ta dắt bỏ lấy nước và chúng ta lấy xác thôi. Rồi. Dạ. Chúng ta không cho trứng vô trước, tại vì phải tạo được cái dính trước cho nó đều, nó đầy đặn hết. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu cho trứng vào. Dạ. Thì trứng ở đây chúng ta cũng cho vào một phần tỷ lệ. Nếu mà nhiều quá nó nhão thì của ta không ngon. Ở đây chúng ta không dùng lòng trắng, chúng ta dùng lòng đỏ. Dạ. Rồi, coi như là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn, nói chung là giai đoạn cuốn đúng không anh Hoa? Rồi, yeah. Bây giờ nhưng chúng ta đã hoàn thành. Yeah. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho vào giai đoạn cuốn. Yeah. Nói chung là tất cả những miền Nam chúng ta đều có văn hóa cuốn hết. Yeah. Nhưng mà cái này đặc biệt là chúng ta đang dùng dạng bánh ướt, bánh cuốn của Sài Gòn. Thành ra người ta đôi lúc nó nói tại sao ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó không có một món nào ăn nào gọi là đặc biệt của nó hết. Nhưng nó là chỉnh món của các nơi khác làm cho ngon hơn. Dạ, yeah. Đúng rồi, nó tổng hợp lại tổng hợp tất cả lại những cái gì tinh tế nhất. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Ở đây anh sẽ giới thiệu về ba cách cuốn. Cách cuốn thứ nhất là chúng ta sẽ cuốn hình dạng như là ship, ship giống như là há cảo hình đó. Ở đây cũng là một thành phần giống như há cảo và sủi cảo. Đúng rồi. Và chúng ta thế làm lại, chỉ có cái là chúng ta rất là đặc thù Việt Nam. Dạ. Ở trong đó không có gì, không có hẹ gì hết. Sau khi chúng ta cho vô thì chúng ta sẽ làm cái thứ nhất là dạng chúng ta ship bao thư. Ship bao thư thì chúng ta để cung hình thôi thế này. Dạ. Chúng ta ship lên. Ở đây là cũng nằm trong một số món cuốn mà chúng ta phải biết cách làm thì nó đẹp hơn. Yeah. Chúng ta xếp qua đây, khi mà để ngay giữa 1/3 khổ đây, chúng ta xếp qua đây qua 1/3 và bên đây qua 1/3. Chúng thấy nếu chúng ta làm tất cả đều như vậy thì cái cuốn của chúng ta nó sẽ đều. Đều râm rắp hết. Còn nếu chúng ta không canh được cái bề nào hết thì nó sẽ méo. Thứ hai tuy mang tiếng cuốn nhưng thực tế đầu tiên của nó không phải là cuốn mà chúng ta mà là gấp xếp lại. Xếp. Đó. Bây giờ chúng ta xếp dạng bao thư, vì vậy chúng ta làm cho nó gọn gàng và chúng ta xếp vô bao thư. Đây. Nhưng mà nếu chúng ta muốn cuốn chả giò thì một hồi anh sẽ nói tiếp. Nhưng mà chúng ta phải để làm sao là cho cái phần này nè, phần cái miếng trái của nó phải nằm ở dưới để cho nó đè lên. Đây là chúng ta được một cái. Đó là dạng xếp bao thư rồi. Rồi, xếp bao thư. Bây giờ anh cuốn. Rồi bây giờ chúng ta làm dạng cuốn chả giò. Dạ. Để cho các bạn mai mốt chúng ta biết cuốn chả giò làm sao cho nó đẹp luôn. Thì cuốn chả giò chúng ta cũng dùng phương pháp như thế. Rồi cuốn chả giò thì hồi nãy chúng ta để cho nhân vô thẳng. Đúng. Nhưng rồi mà nếu cuốn chả giò chúng ta phải lót một, kéo lên một tí xíu để nó làm một cái miếng lót để nó không bị bể bột. Không bị bể. Đúng rồi. Dạ. Sau đó chúng ta cho, và chúng ta cũng nhớ là tất cả những dạng như tôm và thịt heo đều là dạng nở. Vì vậy chúng ta không cho phép cho nhiều. Để nếu nhiều quá thì chúng ta chiên, chúng ta hấp nó sẽ bị bể ra. Nở ra. Thì bây giờ chúng ta cũng xếp vô 1/3. Và xếp 1/3. Riêng cuốn chả giò thì chúng ta chú ý có mấy cái là sau khi xếp xong chúng ta phải coi cái mép này nó có thẳng hay không và nó khai sát không. Nếu không thẳng không sát thì chúng ta cuốn thì nó sẽ lồi lõm, và động tác chúng ta phải lúc nào hai ngón áp út chúng ta phải chịu vô đây, và chúng ta cũng dùng động tác giống như nãy, chúng ta gấp một cái trước. Cái thứ hai bắt đầu ở đây chúng ta bắt đầu cuốn và xe lại để cho cái lớp thịt nó săn đều ra, nó giãn nở ra đều hai bên, và chúng ta cũng nhớ là cái mặt trái cũng phải nằm xuống mấy dưới. Dạ.
Và cái thứ ba là chúng ta giới thiệu về dạng ship, ship hình tam giác. Thì chúng ta cũng cho ra như thế này, cái này thì làm nhanh nhưng mà nó cũng đẹp. Chúng ta cho vào ngay giữa. Ở đây có thể chúng ta là dùng hai lớp cũng được, không sao. Tại vì ở đây chúng ta hấp lên thì tôm nó sẽ đỏ. Và chúng ta ship lại. Ở đây nếu mà chúng ta muốn cho giòn giòn hơn thì chúng ta có thể thoa trứng chung quanh. Nhưng mà đây là chúng ta không cần thiết. Chúng ta đưa vô. Và chúng ta chỉ có nhiệm vụ là sửa cho nó ra hình tam giác đẹp là thôi. Tất cả những món này, đây là ship căn bản. Nhưng mà hồi nãy anh đã chuẩn bị sơ một cái trước khi cho nhanh nó dùng. Rồi. Chúng ta đã hấp sẵn sơ rồi. Và bây giờ thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì anh Hoa? Rồi, bây giờ tại vì cái món này là ngoài vấn đề thì chúng ta có thể cho từ đó vô trong chảo, chúng ta áp chảo ăn luôn. Nhưng có thể là các bạn làm trước như thế này để lâu dài, ví dụ như đám giỗ này kia chúng ta đẩy khách đi, thì chúng ta có thể hấp trước để dành sau đó chúng ta đem ra áp chảo ăn cũng được. Hoặc hấp lại ăn cũng được. Để thứ nhất, thứ hai, cái độ khi mà chúng ta hấp một món nào có tôm chúng ta hấp trước thì nó sẽ dai hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã hấp xong đúng không? Rồi, sau bao nhiêu phút thì cái này sẽ chín anh? Chúng ta chỉ hấp được khoảng 5 phút thôi. Tại vì chúng ta hấp nhiều quá thì nó sẽ nở và nó sẽ không còn đẹp nữa. Và bây giờ sau khi hấp chín thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công đoạn là chúng ta sẽ chiên. Chúng ta sẽ chiên lên. Thơm quá. Rồi Dũng thấy bây giờ phần thịt tôm ở trong nó đỏ tươi lên. Ở đây chúng ta nhớ thì khi chúng ta dùng tôm bạc thì nó sẽ đẹp đỏ rất đẹp. Bây giờ trước khi mà chúng ta muốn áp chảo nó lên, đây động từ áp chảo có nghĩa là chúng ta không dùng dầu ăn nhiều để chiên ngập. Đúng rồi. Hoặc giờ dòng nhiều quá chúng ta chỉ áo nhẹ qua. Khi các bạn muốn chiên cho nó ngon thì đầu tiên chúng ta phải để lửa, vừa. Đến khi cái chảo thật nóng thì nó sẽ bắt lên, thơm lên. Sau đó chúng ta sẽ cho từng phần lên. Khi các bạn cho vào, các bạn nhớ cái mặt trái chúng ta cho xuống dưới trước. Để và cho Hoa nè, theo khi mà hấp thì Dũng biết là chắc chắn là nó sẽ có động nước lại. Chúng ta có cần để ra nó cho nó khô ráo khi mà chúng ta áp chảo không vậy? Chúng có. Ở đây khi chúng ta bỏ hấp thì chúng ta nhớ là lúc mà hấp lửa sẽ lên trên. Giờ nó sẽ xuống. Vì vậy trong động tác hấp, cần thiết, nếu cần thiết các bạn có thể dùng đầu để nó đậy kính lại. Tại vì nó dùng hơi nóng nó sẽ lòng trong đó. Còn nếu trong trường hợp thì nó nóng mà nó có hơi nước thì buộc chúng ta phải để cho nó nguội, nó ráo lại chúng ta mới cho vô được. Sau khi chúng ta cho một số cá vô thì chúng ta bắt đầu, các bạn thấy nó bắt đầu nó săn cứng lại. Để cho nó áp hai đó, Dũng thấy nó sẽ bắt đầu như thế này. Rồi, trong thời gian chờ đợi chúng ta áp chảo. Rồi, giờ bây giờ anh giao lại cho Dũng chiên như này cho anh giới thiệu khán giả làm khuôn nước mắm đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nước mắm. Thì trong, ở đây thì chúng ta có một tỷ lệ là cứ một nắp nước mắm là hai đường. Và chúng ta ra khoảng dùng 4 nước thì nó sẽ ngon. Còn hiện vị chanh là chúng ta không cho vô từ đầu, mà sau khi chúng ta trộn nước mắm xong, lúc cho chanh với tỏi chúng ta vô một lúc luôn chanh và tỏi ớt. Rồi. Bây giờ trước tiên thì đây anh đã cho một phần nước mắm. Một phần nước mắm. Bây giờ chúng ta cho đường vào. Chúng ta không sử dụng nước dừa tươi hay là giấm đúng không anh? Đúng rồi. Ở đây chúng ta làm nó đơn giản hơn. Chúng ta chỉ dùng nước mắm, đường và một tí xíu nước để ta tạo cái độ loãng của nước mắm ra. Khi người ta thường nói là dùng nước mắm nấu, nước mắm ngon để ăn, nhưng mà theo quan niệm của anh thì tất cả nên dùng nước mắm ngon. Tại hồi xưa chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có thể dùng nước mắm dở chúng ta kho, nhưng mà nếu nước mắm ngon chúng ta kho thì sẽ ngon hơn. Sau khi chúng ta khuấy đều lên thì bắt đầu cái chúng ta sẽ nặn cho nước cốt chanh vào. Chúng ta nặn chanh vào. Ở đây cái vị chua nó cũng chua nhẹ thôi chứ không chua nhiều quá. Đây nó là một dạng nước món giống như là bánh cuốn mà. Sau đó chúng ta cho tỏi ớt vào. Khi chúng ta thấy độ đường nó đầy đủ hết thì tỏi ớt sẽ nổi lên trên.